Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Merida 29 Jumbo, một mẫu xe đạp Touring để cho các bác mà đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe đạp để đạp trong đường phố, những cái tuyến đường bình thường hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Thì đây là một chiếc xe mà rất là ngon, sử dụng bộ group chuyển động full 8 món Shimano DOG, đủ một set group từ đè, chuyển số hai bên, đùi đạp rồi cùng phanh. Đấy, tất tần tật là full hết một set group của DOG. Cùng nhôm rất sơn nguyên bản. Model 29 Jumbo. Về đây rất là quen thuộc với các bác chơi xe, một thương hiệu nội địa của Đài Loan và rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Vẫn còn giữ được tem đăng kiểm này. Tông bóng này về tông màu trắng, pha với logo xanh, rất là thể thao và trẻ trung đẹp mắt. Do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi với cả việc nhập khẩu từ nước ngoài về, là nó xuất hiện những cái vết xước răm trên khung không thể tránh khỏi. Còn, tổng thể xe thì còn tương đối là mới, nước sơn còn rất là bóng. Cấu hình thì sử dụng full hết một set group DOG, như các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể đánh giá được. Bộ group này nó thuộc phân khúc cận cao cấp của dòng địa hình, sử dụng rất là sướng. Full hết một set group DOG từ phanh dầu, bộ phanh dầu này cực kỳ ngon các bác nhé, tìm kiếm trên thị trường rất là hiếm phanh DOG. Bánh là bánh 700C, lốp 28 hoặc là 700C này. Cái này rất là hay, tại vì sau này nếu mà các bác muốn đổi thành lốp to để đi địa hình ấy, thì các bác tìm cái loại lốp 28 mà bản to đấy, lắp vào thì nó có thể đi địa hình được. Sơ cua một loại lốp ở nhà để đi nhiều tuyến đường. Còn dùng cái lốp này thì các bác có thể đi thể dục trong phố rất là nhẹ nhàng. Máy cúi lỗ, máy sử dụng cúi lỗ. Cúi lỗ thì chắc chắn nó là bạc đạn rồi, nó không phải là bi phun rồi. Cùng phanh sau cũng DOG này, phủ hết một set rất là ngon. Giảm sóc trên là giảm sóc dầu theo xe. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên 45 cm, khóa yên tới tâm củ phốt 59 cm. Thì xe có cái chiều ngang khá là dài, thì xe sẽ phục cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Chuyển động rất mượt mà, đi xuống cực kỳ nhẹ nhàng như lái. Vừa em vừa giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp Touring Merida Jumbo 29, một dòng xe đạp Touring mà dành cho các bác muốn tìm kiếm chiếc xe đạp để thể dục mà vẫn muốn đáp ứng được những cái nhu cầu đẳng cấp, hay là sử dụng bộ đồ nó
ngon lành một chút. Thì đây là một chiếc xe rất là hợp lý, đang có giá bán chỉ có là 10.800.000. Và được bao ship toàn quốc với các bác mà chuyển hết 100% tiền. Ngoài ra thì còn được bảo hành 1 năm khi các bác mua xe tại cửa hàng. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đã đăng lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.